đầu năm ra tới chốn đông quân, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiếng mùa xuân về nên tới thăm anh, cho lòng nhẹ bớt băn khoăn, chung nhau mấy ngày xuân hiền lành. Bộ lọc anh em đang được theo dõi ở đây, đấy là một mẫu lọc hàng mạng gửi về hàng đấu giá anh em nhé. Lọc Mỹ EQ580 của Mazan. Size là size 43, 43 hay 44 thì đó, cửa chút nữa sẽ đo lại. Đèn tia ở giữa, đèn nước 2, 4, 6, 8, 10 cần gạt cho một vế loa. Nó đẹp kiểu như kiểu mới sản xuất anh em ạ. Đẹp không có một điểm nào chê với mẫu lọc này. Đang quay rất gần nha, nếu anh em nào có nhu cầu thì vui lòng xem kỹ. Và cũng không phải hỏi là có đẹp không, chỉ có xuống tiền hay không xuống tiền thôi. Size 43,5 các bác ạ. Chiều sâu là 33-34. Chiều dày là hơn 10-11 đó. Em lọc này cửa hàng báo giá cho anh em, giá tại cửa hàng là 7,2 triệu. Hai đường vào một đường ra. Tặng nàng thay quà năm mới phương xa. Ghi tình lọc người. Đẹp không có một điểm nào chê. Bên trong nó mới như kiểu mới sản xuất luôn. Những gian lao chỉ càng cười.